Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc và không khí lạnh, từ đêm 18 tháng 2, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 5 mét. Để chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố ven biển và các sở ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp cũng như phương án đảm bảo an toàn về người và tài sản. Duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh và Văn phòng Thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trước đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cũng đã có công văn đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đầu tư kinh phí duy tu sửa chữa 19 hạng mục đê điều từ cấp 3 đến cấp 1. Hiện nay tất cả các hạng mục đã hoàn thành, đảm bảo tiến độ, chất lượng và bàn giao cho các địa phương đưa vào sử dụng, phục vụ công tác phòng chống lụt bão và giao thông đi lại của người dân. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, hầu hết các tuyến đê đều được kết hợp làm đường giao thông. Việc đê điều xuống cấp hư hỏng cũng làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, trong số 19 hạng mục duy tu sửa chữa đê điều năm 2021, tỉnh Thanh Hóa ưu tiên dành nguồn vốn cho 13 hạng mục sửa chữa, mở rộng mặt đê. Từ chỗ đi lại khó khăn, sau khi các hạng mục duy tu sửa chữa mặt đê hoàn thành đã giúp các địa phương có đường giao thông khang trang sạch đẹp, người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn. Sau khi có con đường đê thì nhân dân đi lại được rất thuận tiện, phát triển kinh tế xã hội tốt, nhân dân cũng tập trung làm tốt cái vệ sinh môi trường. Hiện tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã hướng dẫn chỉ đạo các địa phương ra soát kiểm tra, đánh giá chất lượng để xây dựng kế hoạch duy tu sửa chữa các đoạn đê hư hỏng xuống cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dành nguồn kinh phí hỗ trợ tỉnh thực hiện nhiệm vụ này. Năm 2022, tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 2 huyện, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới các cấp đang tích cực hỗ trợ hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến thời điểm này, các xã trong lộ trình về đích nông thôn mới năm 2022 đã cơ bản đạt từ 13 đến 15 tiêu chí. Các tiêu chí chưa hoàn thành đều là các tiêu chí về công trình kết cấu hạ tầng nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, nhiều huyện đã chủ động tích cực khai thác các nguồn lực tại chỗ, đồng thời có những chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã thôn thực hiện. Ngay từ đầu năm thì Ủy ban huyện cũng đã xây dựng cái đề án và trình với Hội đồng Nhân dân huyện để thông qua, có nghị quyết thông qua để hỗ trợ cho các cái xã về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với xã loại 3 thì hỗ trợ là 600 tấn xi măng để nhân dân, để kích cầu cho nhân dân cùng hoàn thiện các cái tiêu chí về giao thông, về thủy lợi. Đối với xã loại 2 thì 800 tấn và xã loại 1 là 1.000 tấn xi. Bên cạnh đó thì khi mà được tỉnh công nhận thì sẽ có cái tiền thưởng của huyện cho mỗi một xã là 300 triệu. Năm 2022, ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tiến độ thi công nhiều công trình nông thôn mới bị gián đoạn, phát triển kinh tế của một số địa phương cũng khó khăn. Song đây lại là năm Thanh Hóa và cả nước triển khai thực hiện bộ tiêu chí mới với nhiều nội dung nâng cao hơn, trong đó có tiêu chí về thu nhập. Do vậy, các địa phương đã và đang tập trung cao cho việc xây dựng, nhân rộng các mô hình kinh tế mới, phát triển ngành nghề nông thôn, hỗ trợ nhân dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống. Bên cạnh đó, các thôn xã đã vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, ủng hộ ngày công lao động, thực hiện các tiêu chí về vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan, nhà cửa, khu dân cư. Theo đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, với quyết tâm chính trị cao cùng với những cách làm linh hoạt của các địa phương, mục tiêu xây dựng nông thôn mới của tỉnh năm nay nhiều khả năng sẽ hoàn thành. Là lực lượng nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên biên giới, cán bộ chiến sĩ phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Phòng phòng chống ma túy và tội phạm,
Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chủ động triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên hai tuyến biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Tính từ năm 2017 đến nay, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập và đấu tranh thành công 29 chuyên án, 85 kế hoạch nghiệp vụ, phối hợp đấu tranh 12 chuyên án, chủ trì bắt giữ, xử lý 667 vụ với 852 đối tượng phạm tội về ma túy, vũ khí, vật liệu nổ và các vi phạm khác, thu giữ gần 33 kg heroin, hơn 168.000 viên ma túy tổng hợp, 19 kg ma túy đá và nhiều tăng vật khác. Với cái thành tích như trên, nhiều năm liền, phòng phòng chống ma túy và tội phạm luôn là cái đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của tỉnh. Nhiều cán bộ, nhiều tập thể của phòng được khen thưởng của các cấp, các ngành. Có thể khẳng định rằng cái kết quả của phòng phòng chống ma túy và tội phạm đạt được trong những năm vừa qua đã góp phần rất lớn đến công tác bảo vệ biên giới quốc gia và đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Cuộc chiến chống tội phạm ở vùng biên vẫn còn rất nhiều khó khăn, gian khổ, hiểm nguy phía trước. Các cán bộ chiến sĩ phòng phòng chống ma túy và tội phạm nói riêng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa nói chung vẫn đang ngày đêm bám sát địa bàn, đấu tranh với hoạt động của tội phạm và vi phạm pháp luật, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, gìn giữ sự bình yên nơi biên cương. Bản tin 18:30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Từ ngày 16 đến hết ngày 25 tháng 2, tỉnh Lạng Sơn quyết định tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn để xuất khẩu sang Trung Quốc. Tính đến ngày 16 tháng 2, còn khoảng 2.000 container hàng hóa đang nằm chờ ở cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, trong đó 82% là nông sản hoa quả tươi. Trong khi năng lực thông quan hiện chỉ đạt khoảng 100-120 xe một ngày tại ba cửa khẩu Tân Thanh, Hữu Nghị và Chi Ma của tỉnh Lạng Sơn. Với năng lực thông quan này, phải mất 10-15 ngày Lạng Sơn mới xuất hết số xe đang tồn đọng sang Trung Quốc. Chiều qua trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện một xe ô tô tải đang chở 32 con lợn thịt. Lái xe không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định. Phương tiện vận chuyển cũng không đảm bảo vệ sinh thú y. Được biết thời gian gần đây, rộ lên hoạt động của một số thương lái ở các tỉnh khác đến Quảng Trị thu mua lợn không rõ nguồn gốc, sau đó vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, không thực hiện các quy định pháp luật về thú y. Trong khi đó, dịch bệnh tả lợn châu Phi đang tái bùng phát tại nhiều xã thuộc các huyện Cam Lộ, Triệu Phong, Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Hành vi mua bán động vật không kiểm dịch vận chuyển đi tỉnh ngoài gây nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chiều qua, tổ tuần tra của đội biên phòng cửa khẩu Lý Vạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng làm nhiệm vụ tại khu vực giữa mốc 857 và 858 thuộc xóm Khưa Thoang, xã Lý Quốc, huyện Hạ Lạng, tỉnh Cao Bằng, phát hiện hai người đàn ông tên là Ly Xeo Súa 31 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai và Đầu Công Dũng 47 tuổi, trú tại tỉnh Thái Bình, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam. Súa và Dũng khai vẫn còn 5 phụ nữ và một cháu nhỏ đang mắc kẹt trên núi đá không xuống được. Sau khi nắm thông tin, lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã đến hiện trường giải cứu các nạn nhân an toàn. Hiện đơn vị đã hoàn thành thủ tục và bàn giao các công dân cho địa phương để thực hiện cách ly theo quy định. Liên quan đến vụ phát hiện thi thể nam sinh viên mất tích ở sông Sài Gòn, quận Bình Thạnh, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua xác minh điều tra và camera thu thập được, thể hiện nạn nhân đã tự tử, không có dấu hiệu liên quan đến tội phạm. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do ngạt nước. Khám nghiệm hiện trường, trong ba lô của nạn nhân đeo sau lưng có một cục đá xi măng khoảng trên 10 kg, phù hợp với hiện trường nơi nạn nhân tử vong. Rạng sáng nay ngày 17 tháng 2, lực lượng chức năng huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy thi thể bé gái 5 tuổi bị cha ruột ném xuống sông Trường Giang vào tối ngày 16 tháng 2. Thi thể cháu bé được tìm thấy cách hiện trường bị người cha ném xuống sông khoảng 50m về hướng Tây. Hiện địa phương đã lập biên bản bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình lo hậu sự. Theo báo cáo nhanh của chính quyền địa phương, vào khoảng 19 giờ ngày 16 tháng 2, tại bến đò phía xã Tam Hải, Trần Văn Viên 30 tuổi đã đem con gái là cháu V ném xuống sông Trường Giang. Nguyên nhân xác định ban đầu là do người chồng ghen tuông nghi ngờ vợ. Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương vừa kiểm tra quán K-Club ở khu đô thị Toàn Gia, thị trấn Kẻ Sạt, phát hiện khoảng 180 nam nữ thanh niên, bao gồm cả khách và nhân viên đang tụ tập bay lắc. Nhiều đối tượng có biểu hiện sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xét nghiệm phát hiện 115 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Quán K-Club đăng ký kinh doanh ngành nghề dịch vụ giải trí, ăn uống, kinh doanh rượu bia, nhưng thực chất cơ sở này hoạt động theo mô hình vũ trường. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Giang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước, ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18:30 tại địa chỉ website truyenhinhthanhoa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18:30ttv@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.